nâng cấp nổi bật nhất của iPhone 11. Apple dự kiến giới thiệu 3 chiếc iPhone mới vào tháng 9 năm nay, với tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro, 11 Pro Max sẽ là bản kế nhiệm cho iPhone XS, XS Max với số camera sau tăng từ 2 lên 3. Như vậy, có thể xem camera chính là một trong những nâng cấp nổi bật nhất của dòng iPhone 11 năm nay. Từ năm 2016, dòng iPhone màn hình lớn luôn có hai camera sau. Còn dòng iPhone nhỏ giá rẻ hơn chỉ có một. Tuy nhiên điều đó sẽ thay đổi vào năm nay khi chiếc iPhone giá rẻ nhất sẽ có hai camera sau, trong đó camera thứ hai là ống kính telephoto Photo hỗ trợ tính năng zoom quang học tương tự những chiếc iPhone hai camera sau khác. Riêng với iPhone 11 Pro, 11 Pro Max sẽ được nâng cấp từ hai camera sau lên ba. Nếu đúng như tin đồn, đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone trang bị đến ba camera sau, ngoài ống kính góc rộng và telephoto Photo như iPhone 11 và những chiếc iPhone cũ camera thứ ba trên bộ đôi iPhone 11 Pro được cho là ống kính góc siêu rộng, cho phép chụp những bức ảnh rộng hơn, bắt được nhiều chi tiết hơn. Có khá nhiều smartphone Android trang bị camera góc siêu rộng, và chúng thực sự phát huy tác dụng. Trên Galaxy S10, biên tập viên Business Insider cho rằng, camera góc siêu rộng là tính năng nổi bật nhất của máy so với những smartphone Android khác. LG là hãng đầu tiên trang bị camera góc siêu rộng cho smartphone từ G5 và V20 năm 2016 đây sẽ là lần đầu tiên camera góc siêu rộng có mặt trên iphone nâng cấp camera được xem là động thái thực sự cần thiết iphone vẫn được là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất nhưng nhiều đối thủ đã đầu tư hơn cho camera khiến apple bị tụt lại phía sau đơn cử như dòng pixel của google